Dương Tử mang đến không khí mùa thu tràn màn hình qua bộ ảnh mới. Mới đây mạng xã hội lan truyền đặt hình ảnh ngập tràn không khí mùa thu của Dương Tử được phòng làm việc của cô nàng tung ra. Mới đây mạng xã hội lan truyền đặt hình ảnh ngập tràn không khí mùa thu của Dương Tử. Có thể thấy trong hình ảnh cô nàng diện chiếc đầm dây trắng, quấn hoa trên cổ, khoác bên ngoài chiếc áo len dài cùng tông trắng, họa tiết đỏ, make up nhẹ nhàng cùng tóc xoăn đúng xõa. Mặc dù chỉ là trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên được sự nhẹ nhàng, vẫn không kém phần quyến rũ của nàng tiểu hoa. Dương Tử vốn không được đánh giá cao về gu thời trang nên xuống thất thường. Có khoảng thời gian người hâm mộ đã chỉ trích gay gắt Stanis hợp tác với cô nàng, làm việc không có tâm, luôn đưa ra những lựa chọn đơn điệu qua loa với nữ diễn viên. Thời gian qua Dương Tử liên tục thay đổi phong cách thời trang của mình. Đáng chú ý phía phòng làm việc của nàng tiểu hoa gần đây cũng tung bộ ảnh cô mặc trang phục may đo cao cấp lần đầu trong 20 năm vào nghề. Khán giả kỳ vọng sắp tới thời trang của Dương Tử sẽ có sự thăng hạng. Mặc dù phong cách thời trang thường xuyên gây tranh cãi nhưng diễn xuất của Dương Tử nhận về nhiều lời khen ngợi. Dự án Trường Tư Tư Nên Sóng đã giúp cô nàng một lần nữa khẳng định vị thế của mình ở dòng phim tiên hiệp. Chỉ sau hơn một tháng phát sóng, phim liên tục phá kỷ lục về lượng người xem trên nền tảng, được kênh truyền hình CCTV6 chứng nhận hot và đạt số điểm 7.7 với hơn gần 320.000 lượt bình chọn trên Douban.